Đội tuyển quốc gia Việt Nam dường như đã phải đối mặt với rất nhiều những áp lực cũng như khó khăn khi phải chạm trán với Indonesia ở lượt đi bán kết AFF Cup 2022. Tuy nhiên, cả cầu thủ lẫn người hâm mộ đều ngầm hiểu rằng sẽ chẳng ai muốn trận bán kết lượt về sẽ là trận cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tất cả sự quan tâm, cảm xúc của người hâm mộ đều sẽ dồn vào những khoảnh khắc tại chảo lửa Mỹ Đình, nơi mà các chiến binh sao vàng đang quyết tâm để viết lại lịch sử cho đội tuyển Indonesia. Có một sự thật rằng đội tuyển Việt Nam đã không thể thắng được đối thủ Indonesia ở sân chơi AFF Cup trong suốt 26 năm, dù có là ở trên sân Mỹ Đình hay tại thánh địa Bung Karno. Chính vì vậy mà có lẽ chúng ta đã không thể không lo lắng cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo dù có được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu lượt về với đội tuyển đại diện cho xứ sở vạn đảo. Thậm chí huấn luyện viên cũng đã có cho mình những phát biểu vô cùng tự tin khi đặt chân tới đất nước hình chữ S để chuẩn bị cho trận đấu bán kết lượt về. Rõ ràng sau những gì đã làm được ở trận đấu lượt đi tại Bung Karno trước đó, ông thầy người Hàn có quyền thể hiện sự quyết tâm trước những chiến binh sao vàng, nhất là khi họ vẫn đang có được thành tích bất bại trước đội chủ nhà đấu trường AFF Cup trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. So với đội hình xuất phát cách đây vài ngày ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Indonesia chỉ có duy nhất một sự thay đổi người với mục tiêu không gì khác, ngoài đó là tấm vé tiến tới trận chung kết. Trong khi đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo lại tạo ra tới 3 sự thay đổi khi đã trao cơ hội cho Tuấn Hải, Thành Trung cùng với Hồ Tấn Tài trong đội hình xuất phát của trận đấu có ý nghĩa quan trọng bậc nhất sự nghiệp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng bất ngờ đã thực sự xảy ra khi mà đồng hồ chưa điểm sang phút thứ 3 của trận đấu, đội trưởng có tình huống thả bóng chính xác hướng tới khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đối phương mà Tiến Linh đã sớm nhận biết được. Để rồi đây chính là thời điểm mà một trong những điểm mạnh nhất của tiền đạo quê Hải Dương có được là khả năng tì đè được phát huy tác dụng với tình huống dứt điểm chính xác mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng chắc chắn không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là liều thuốc tinh thần cực kỳ hữu dụng để có thể giải quyết những gánh nặng về mặt tâm lý mà đội tuyển Việt Nam đã phải gồng gánh suốt thời gian qua. Người hâm mộ khi theo dõi qua màn ảnh nhỏ có lẽ cũng đã phần nào cảm nhận được những áp lực mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang phải đối mặt khi ông cầu nguyện ngay trước khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Sau hơn 90 phút khó khăn tại thủ đô Jakarta, bàn thắng của Tiến Linh không khác gì một chiếc chìa khóa để cởi bỏ những xiềng xích đang đè nặng lên đôi chân của cầu thủ. Có được bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà có quyền áp đặt thế trận lên các vị. Đội chủ nhà có quyền áp đặt thế trận lên phía các vị khách khi mà chính đội tuyển Việt Nam cũng đã biết cách bịt lại những lỗ hổng mà đối phương đã khai thác rất nhiều ở trận đấu trước đó. Sự xuất hiện của Thành Trung cũng như Hồ Tấn Tài đã giúp cho hàng thủ những chiến binh sao vàng không còn để lộ ra quá nhiều khoảng trống giữa hai hậu vệ. Dĩ nhiên đó chính là tiền đề để khiến cho những cầu thủ chạy cánh tốc độ của Indonesia không thể thoát xuống một cách dễ dàng như ở trận đấu lượt đi. Một yếu tố không thể thiếu trong những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia trong lịch sử chính là những tình huống va chạm ở khu vực giữa sân. Điểm nóng ở khu vực vòng tròn trung tâm đã mang tới không ít sự lo lắng cho các cổ động viên của đội chủ nhà khi phải chứng kiến Văn Hậu nằm trên mặt cỏ đầy đau đớn. Và dường như đó chỉ là những dấu hiệu để cho thấy 45 phút của hiệp 2 chắc chắn sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Lợi thế một bàn mà những chiến binh sao vàng đã giành được hiệp 1 dù không thực sự an toàn, nhưng là đủ để các học trò của thầy Park tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu. Để rồi chính sự tự tin đó đã trở thành bàn đạp giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể đẩy cao đội hình ngay trong những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Một lần nữa, đôi chân của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng mang về đường kiến tạo thứ hai dành riêng cho Tiến Linh với cú đánh đầu hiểm hóc để nhân đôi cách biệt dành cho đội chủ nhà. Thêm một lần nữa, những tình huống tấn công phủ đầu của đội tuyển Việt Nam phát huy được hiệu quả và khiến cho các vị khách Indonesia hầu như chưa thể tìm ra được giải pháp để đối phó. Những bàn thắng đến vào ngay đầu hiệp đấu luôn ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các cầu thủ, bởi đó là thời điểm họ đang sẵn sàng nhất để có thể bước vào hiệp đấu với tâm thế thoải mái. Những bàn thắng theo phong cách đánh phủ đầu của những chiến binh sao vàng không gì khác là những gáo nước lạnh dành cho các học trò huấn luyện viên Shin Tae-yong khi mà ông vừa đôn đốc cầu thủ của mình ở giờ nghỉ giữa hiệp. Xuyên suốt hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục duy trì được thế trận chặt chẽ và không để lộ ra quá nhiều khoảng trống dành cho hai hành lang biên tốc độ của các vị khách. Trong khi đó, sự năng nổ của Tuấn Hải trên hàng công đã mang tới ít nhiều những tình huống sóng gió cho khung thành đội bạn. Những đường chuyền vượt tuyến của Văn Hậu hay Quang Hải có thể đặt Tuấn Hải vào một vị thế vô cùng thuận lợi cho những tình huống thoát xuống và vượt ra khỏi sự truy cản của đối phương. Ngoài ra thì Quang Hải cũng đã có cho mình một trận đấu tốt với những tình huống xử lý bóng ở khu vực giữa sân cực kỳ uyển chuyển và khéo léo. Chính những pha xử lý bóng đó của tiền vệ thuộc biên chế Po FC đã trở thành tiền đề để đội tuyển Việt Nam có thể có thêm nhiều phương án thoát pressing trước khả năng áp sát của đối phương. Trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Indonesia không thể tạo ra được bất kỳ đột biến nào và phải chấp nhận trận thua với tỷ số 2-0 và chính thức dừng bước tại AFF Cup 2022.
Một chiến thắng đã thực sự khẳng định được đẳng cấp cũng như bản lĩnh của những chiến binh sao vàng tại giải đấu danh giá nhất khu vực lần này. Đội tuyển Việt Nam đã làm được điều mà Thái Lan chưa làm được, đó là chiến thắng trước đội tuyển xứ sở vạn đảo. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò cũng đã làm được điều mà người hâm mộ chờ đợi suốt hơn 2 thập kỷ qua, là giành được chiến thắng trước Indonesia ở đấu trường khu vực. Một trận đấu mà các cầu thủ của thầy Park đã thể hiện rằng họ sẽ muốn dành tặng món quà cuối cùng cho ông thầy người Hàn Quốc, chính là chức vô địch ở giải đấu lần này. Đội tuyển Việt Nam đã quen thi đấu trên sân Mỹ Đình nhưng điều này lại gây ra khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi từng đá ở Mỹ Đình và SEA Games 31 nhưng ở thời điểm đó thì mặt sân tốt hơn lúc này. Còn ở trận lượt đi thì chúng tôi được thi đấu trên mặt sân đẹp của sân Bungkakno. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã không ngại chỉ trích mặt sân Mỹ Đình chính là một phần lý do dẫn đến thất bại của Indonesia. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã từng thừa nhận rằng đội bóng của ông đã bị thủng lưới là vì các cầu thủ đã bị bất tập trung trong một số thời điểm. Nếu nhìn nhận một cách công bằng thì đội tuyển Indonesia trong trận đấu ngày hôm qua đã thực sự bị khắc chế hoàn toàn trước cái bẫy mà thầy Park giăng ra. Một cái bẫy được tính toán chi li và chi tiết để có thể khiến cho đội tuyển Indonesia hầu như tỏ ra bất lực để có thể tìm tới khung thành của Đặng Văn Lâm. Còn về phía huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đã không ngại dành những lời có cánh cho các học trò của mình bằng chiến thắng thuyết phục trước Indonesia. Đầu tiên thì chúng ta có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam đã vượt qua cái dớp 27 năm chưa thắng Indo ở AFF Cup. Tôi cũng đã dặn các cầu thủ là họ phải phá vỡ được sự kỵ giờ này để giải tỏa áp lực cho thế hệ kế cận. Tôi rất tự hào với các cầu thủ của mình, họ đã làm rất tốt. Rõ ràng niềm tự hào đó không chỉ tới từ thầy Park mà có lẽ cũng chính là cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến cái cách mà các chiến binh sao hàng hạ gục đối thủ ngay trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam cũng có quyền tự hào rằng chúng ta là đội bóng hiếm hoi trong khu vực không sử dụng cầu thủ nhập tịch nhưng lại vẫn có thể có chỗ đứng cho riêng mình. Và giờ đây, đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa tiến tới trận đấu cuối cùng của AFF Cup, để rồi khi đã vào tới trận đấu cuối thì chắc chắn sẽ chẳng có đội bóng nào muốn trở thành kẻ về nhì cả. Và dù phải gặp Thái Lan hay Malaysia ở chung kết thì những chiến binh sao vàng ắt cũng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành được thắng lợi. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 13 tháng 1 bất chấp đối thủ có là Thái Lan hay Malaysia. Điều này đồng nghĩa với việc các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều hơn một ngày nghỉ so với đối thủ và đó cũng sẽ là quãng thời gian để thầy Park có thể đưa ra những đấu pháp hợp lý cùng những con người ưu tú nhất. Để rồi sau cùng tất cả sẽ hướng tới mục tiêu chính là chinh phục ngôi vương để dành tặng cho những người đã kiến tạo nên một trong những thời kỳ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.